Những anh chị em các bạn lần nữa nha. Chia sẻ hả? Thì nói chung tại Yeah. mới vào nghe nhấp nhón chưa biết cái đề tài gì, nhưng mà tôi cũng phỏng đoán được chút đỉnh. Thì nói chung đời sống mà ở Mỹ thì ở Việt Nam thời buổi bây giờ thì chính toàn cầu quá, thì đất nước mình đã đổi mới. Nghe được Nam, bữa nay chắc không có bị đứng hình đâu, anh chuẩn bị biên đủ à. Anh chuẩn bị phải đủ. Nói chung thì cuộc sống mà thời buổi bây giờ nó đâu còn như ngày xưa. Đất nước mình đã đổi mới và cởi mở. Việt Nam mình bây giờ là một phần của cộng đồng quốc tế. Việt Nam mình bây giờ không phải là một quốc gia gọi là độc riêng lẻ như ngày xưa nữa. Mình bị chính sách cấp giận của Dẫn. sai lầm của Mỹ và quốc tế. Ngày xưa tại vì lúc đó cuộc chiến vừa mới chấm dứt và tham vọng của thằng Trung Quốc và Mỹ nó vẫn còn. Đấy, cho nên mình bị ép, mình bị lép vế lúc đó thì cuộc giải phóng Campuchia đó của Việt Nam mình làm một việc làm rất là đúng đắn trong cái thời gian đó, nhưng mà mình bị Trung Quốc với lại Mỹ chơi. Anh cứ nói Các đi bạn nha, em thấy đi ra ngoài em vào. rồi cứ đi đâu đi anh nói ra vậy là ngon rồi. Bữa nay mình nói ngon ngon luôn, nói ngọt luôn đó nha. Ai nói thì cứ chát chát, thì cứ chửi thì mình cứ nghe. Các bạn thấy đó, đất nước mình lúc đó bị ảnh hưởng như vậy. Mỹ họ sử dụng, họ im lặng, họ nói rằng là Việt Nam mình lúc đó là xâm lăng. Họ chỉ dùng chính sách đó và cái cường quốc của Mỹ để bao vây kinh tế Việt Nam của mình. Thì Việt Nam của mình lúc đó bị cô lập. Mình vừa chinh đông, vừa vừa đánh Tây, vừa đánh Bắc, mà vừa lại củng cố để xây dựng đất nước sau khi cuộc chiến chấm dứt, chỉ còn lại đóng gạch vụn thôi. Mà lúc đó là các bạn biết năm 1978 đó, nếu ai mà còn biết, anh Bằng còn nhớ đó, thời đó nó rất là khổ. Trong đó mình lại gặp một cơn đại nạn, đại nạn lúc đó nữa là cơn ở khu đồng bằng khu vực miền Nam, rơi vào tình trạng gọi là lũ lụt, gọi là thiệt hại mùa màng gần như là tê liệt cả vùng đồng bằng miền Nam, mà là vựa lúa quan trọng nữa. Các bạn thấy, cho nên mình lúc đó mình lâm vào tình cảnh rất là khốn đốn. Đấy, các bạn thấy những cái cuộc tấn công của tụi Pol Pot, Insurgency, nó đánh những cái vùng mà ở miền Tây đó để đặng nó muốn chiếm lại cái vùng đất miền Nam, mà nó đánh qua Phú Quốc, nó đánh những cái hòn đảo vòng vòng ở đó, nó đánh dữ dằn lắm. Đấy, nó sượt viện trợ của Mỹ, của hàng Trung Quốc, nó cho nó phá Việt Nam mình mà. Đấy, các bạn thấy khủng khiếp lắm, nó giết dân mình ở cái làng ở vùng Kiên Giang, mà các bạn biết nó giết rất là ghê. Nó qua nó giết cây, nó lấy cây mà nó thọt cho người ta từ ở dưới cửa mình, mà phụ nữ rồi nó thọt lên ngược lên, rồi là con nít nó xé, nó quăng, nó bắn, nó giết, nó hãm hiếp khủng khiếp lắm. Đấy, các bạn thấy đất nước của mình trải qua thời kỳ đó rất là khốn khổ, mà đảng và nhà nước phải đứng lên mà nhờ người anh em Liên Xô lúc đó. Chỉ có người anh em Liên Xô mình mới giúp mình được, mới giúp mình một cách tận tụy thôi. Phải nói là Liên Xô luôn luôn là một cái người mà anh em đáng tin cậy nhất trong mọi hoàn cảnh của đất nước. Thì các bạn, sau khi mà đất nước trải qua một cái cuộc khủng hoảng thì Mỹ họ cũng đã nhìn thấy được những cái âm mưu của Trung Quốc. Các bạn thấy xảo trá của Trung Quốc, Mỹ đã nhìn thấy. Bắt đầu ông Clinton lên là ông bỏ cấm vận, mở cửa ra. Thì các bạn thấy ông mà tổng thư ký, tôi nhớ là ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Annan đó, ông mới khi mà Việt Nam được vô vào Liên Hợp Quốc, lúc đó Mỹ nó thấy rằng những cái sự việc là cần phải ủng hộ giúp đỡ Việt Nam xây dựng lại cái đất nước. Các bạn thấy là lúc đó là Việt Nam mình được Mỹ ráo riết đưa vào trong Liên Hợp Quốc, giúp đỡ để vào Liên Hợp Quốc, rồi đưa Việt Nam vào WTO để đặng mà hàn gắn lại những vết thương đau. Đấy, ráo riết để hai nước trở thành những người bạn. Cái thời ông Clinton là bắt đầu bỏ cấm vận, và Việt Nam mình ông tổng thư ký Annan của Liên Hợp Quốc tuyên bố là Việt Nam cuộc chiến tranh mà Campuchia giữa Việt Nam là một việc làm rất là đúng đắn. Cái đó là gọi là cái tinh thần quốc tế, nhiệm vụ quốc tế. Các bạn thấy sau khi Việt Nam mình bị lép vế như vậy, nhưng mà đảng và nhà nước và dân tộc mình chịu thiệt thòi biết bao nhiêu. Đấy, rồi mình cũng phải ngậm đắng nuốt cay để đặng mà xây dựng lại đất nước. Các bạn thấy cái đường lối lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam mình rất là tuyệt vời, dưới cái niềm tin chiến lược đi từng bước một để đặng mà xây dựng đất nước mình chịu. Mình cái dân tộc mình phải nói là ông cha cha anh mình ngày xưa cũng vậy,
bị Trung Quốc đô hộ, nhưng mà lúc nào cũng phải kiên nhẫn, tại vì mình là một nước nhỏ, mình dù có đánh thắng Trung Quốc nhưng mà mình vẫn phải nhịn nó, để không thôi là nó có thể phá mình bất cứ lúc nào. Và cái và ngày hôm nay các bạn thấy chỉ hơn 20 năm thôi, đất nước mình đã đổi mới được ngày hôm nay. À, tôi đi từ bước đổi mới và phát triển như được như ngày hôm nay, và người dân Việt Nam mình, tuổi trẻ Việt Nam mình bắt đầu đã có những cái sự đột tiến, bước phá và vươn lên. Như chẳng hạn như tôi nói, thấy như là Duy Duy Nguyễn, cái anh bạn mà bên gym, làm gym gym á, Tập bên tập thể gym dục đó. À, rồi Bình Dương nè, rồi gì nữa quên rồi ta, cái anh bạn gì trẻ trẻ mình mới kết bạn không hay vô chia sẻ, nó quên rồi ta. Rồi giờ anh Bằng Nguyễn, tôi thấy những cái tư duy của các anh, các bạn đã bắt đầu có những cái bước tiến đổi mới. À, các bạn đã có những cái sự nhìn nó trung thật hơn và thực tế hơn. Đấy. Cho nên tôi khuyên các bạn là những người bạn trẻ, các bạn cần phải sống có một cái lối sống thực tế và thực dụng hơn. Mình không nên lên trên những cái diễn đàn mạng hay như hè theo những cái thành phần chống cộng, nó bới lông tìm vết, nó tìm những cái quá khứ hay là những cái danh nhân của đất nước. Tôi nói chẳng hạn như Bác Hồ là một cái người mà đã hy sinh cái cuộc đời để đặng mà đi làm cách mạng mà giải phóng đất nước, nó đi bới, nó đi tìm, rồi nó xuyên tạc, rồi mình quay ra mình lúc mình bất mãn Đảng Cộng sản, mình bất mãn cái Bác Hồ ấy, là đời sống mà Bác Hồ cũng đâu phải là một thần thánh nào đâu, bắt đi làm cách mạng mà, thì cũng phải làm những cái công việc gọi là đi khắp năm châu, thì cái cuộc sống và đời tư ai cũng có những cái chuyện đời tư, nhưng mà không phải những điều đó là mà lấy ra xuyên tạc rồi làm ảnh hưởng, rồi khi các bạn lên mạng các bạn bị tụi nó tuyên truyền, rồi các bạn đâm ra rồi các bạn căm thù một chế độ hay là một cái người lãnh đạo. Mình phải nhìn vào cái tâm của cái người lãnh đạo, họ làm gì cho đất nước, chứ không phải nhìn vào cái chuyện đời tư quá khứ của người nào. Ngay cả mấy đời ông tổng thống Mỹ, các bạn thấy đâu phải ông nào cũng là hoàn hảo hết đâu. Các bạn thấy ngay cả ông Bill Clinton, ông trước mặt 300 triệu dân, ông nói là ông không có phạm tội, ông không có làm sai, nhưng cuối cùng là ông phải trong người, ông cũng lời nói đó ông cũng quay ngược lại, ông làm sai. Những đời của ông tổng thống Mỹ, các bạn nhìn vào quá khứ mấy ông tổng thống Mỹ, ông nào cũng có những cái lỗi lầm về đời đời tư và quá khứ, nhưng mà dân Mỹ người ta là một cái dân sống thực dụng, người ta không có nhìn những cái điều đó mà người ta phỉ báng hay là người ta À, là tạo thành một sự bác căm đang sinh thù hoạt hay là ở phá Mỹ hoại nước Mỹ. Không là phải, bên người ta chỉ nhìn vào người ấy không? coi cái ông lãnh đạo đó, cái người lãnh đạo đó, họ họ đã làm gì được cho cái đất nước, cái quê hương này. Các bạn thấy nếu mà Bác Hồ Nhầm không đi nhầm tìm rồi, đường bác cứu đang nước xem. thì dân mình làm sao mà thoát khỏi cái ách nô lệ của thực dân Pháp. Cái thời thực dân Pháp các bạn biết dân của mình làm trâu làm ngựa làm bò, các bạn coi lại những cái quá khứ đó, các bạn nhìn thấy ngay cả những người phụ nữ họ phải cõng trên lưng những cái thằng Tây, và đất nước của mình bị chìm đắm trong cái thực dân và phải chịu đau khổ với lại những cái tên gọi là điền chủ. Các bạn biết rất là khốn khổ, dân mình bị thực dân Pháp coi giống như là một cái dân mọi rợ, coi như còn như là một cái dân mà gọi là không ra gì hết. Các bạn thấy cái thời thực dân Pháp, các bạn coi là những cái tài liệu, các bạn thấy ngay cả hai người phụ nữ của Pháp nó giục thức ăn, giục gạo cho dân mình lụm giống như gà vịt gì đó, các bạn thấy không, rất là nhục và rất là khổ. Mình nhìn lại những đau thương đó các bạn thấy, rồi trải qua một cái cơn đại, một cái cơn đói năm bốn mấy tôi quên rồi đó, cái cơn đói đó các bạn thấy khủng khiếp luôn. Người Nhật, tụi Nhật nó qua Việt Nam vậy, nó đốt thóc đốt gạo, Việt Nam mình rơi vào một tình trạng đói, lấy gạo thóc đó nó đốt, nó đốt tàu hỏa, nó làm nhiên liệu để nó chạy tàu hỏa, các bạn thấy khủng khiếp lắm. Người ta đã đến đất nước Việt Nam mình tàn phá như vậy. Rồi Mỹ sang thì Mỹ cũng bị sai lầm, Mỹ muốn dựng lên một chế độ bù nhìn miền Nam cuối cùng cũng bị sai lầm. Đấy, thì Mỹ cũng phải cuốn cờ bỏ chạy thôi, hết Pháp Nhật, Nhật rồi rồi tới Mỹ thì vào thì cũng chẳng làm gì. Mà bây giờ thì Mỹ họ cũng đã nhìn nhận được những cái gì mà trong quá khứ, và họ đã bắt tay để hòa giải hai dân tộc trở lại, trở thành những người bạn thân thiết và cùng nhau xây dựng một thế giới cường mạnh hơn, một thế giới gọi là hòa đồng chung sống trong hòa bình, và xây dựng giúp Việt Nam để đặng mà đổi mới ngày càng thịnh vượng hơn. Các bạn ngày hôm nay là những người rất là may mắn có được những cái cơ hội, các bạn được lên internet, các bạn được sống trong một cái thế giới và một cái đất nước đang đổi mới với những cái tinh hoa và khoa học rất là tuyệt vời. Cho nên các bạn còn trẻ phải hãy cố gắng học học những cái hay, đừng có học những cái mà
mị dân những cái xảo trá của bọn ba que chống cộng ở hải ngoại. Các bạn học những thứ đó các bạn sẽ được cái gì? Cuối cùng cuộc đời của mình đi vào những cái ngõ hẹp, các bạn thấy tụi nó rất là côn đồ, rất là gian ác, rất là khủng khiếp. Tôi chỉ nói lên những gì mà ở nước Mỹ này mà tụi nó đã cuồng lên, nó cuồng lên, nó muốn giết, nó muốn giết các bạn đào hả, nó hứa mà đào mồ cuốc mã cha ông tôi mà nó đào nó xới được, nó cũng đào được, nó làm thế mà ghê lắm. Tôi bảo nhiều khi các bạn thấy cái đó là cuộc sống bây giờ con người văn minh, người mỗi người chúng ta phản đối là để bày tỏ sự hiểu biết, để đẩy lùi tiêu cực của một cái xã hội, chứ không phải kiểu mất dạy bô bô hà học như như một chúng nó, các bạn thấy không? Nó rất là khủng khiếp. Cho nên chúng ta phải là những người ngày hôm nay, các bạn thấy không, các bạn được lên Facebook, các bạn livestream, các bạn tìm hiểu. Tôi ở nước ngoài, tôi có cơ hội tôi được đi ra nước ngoài như thế này thì tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi cho các bạn, chứ không phải tôi lên đây để đặng mà gọi là dạy đời bất cứ ai. Đời không ai dạy ai cả, đời chỉ có mình tự học lấy. Muốn học thì phải tìm thầy mà học, không thầy đố mày làm nên. Cái gì cũng vậy, mình học muốn học thì phải đích phải có thầy dạy. Lên đi, Nguyễn. Cho nên cuộc sống chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, các bạn là những cái người trẻ, các bạn hãy cố gắng lên. Tôi khuyên các bạn phải học, học mãi, học nữa, học, học luôn luôn, và học lúc nào, học những cái hay, học những cái gì để mình tiến bộ, để mình mở mang kiến thức của mình sâu rộng hơn. Chứ đừng có học theo kiểu mấy cái lũ ba que xỏ lá, mấy cái đám côn đồ đó. À, tụi nó, các bạn thấy lên mạng, các bạn, tụi nó dùng đủ mọi thủ đoạn để đặng bà gọi là triệt hạ tôi. Nó đâu phải vậy, đất Mỹ này mà con người ngày hôm nay mà nó là một cái thế giới đang đổi mới, cái thế giới đang văn minh và phồn thịnh. Cho nên chúng ta phải sống văn minh. Chúng ta không thể nào sống như kiểu các bạn thấy cái thằng BD, cái thằng Lý Sà Phạm, các bạn thấy không? Các bạn vào xem văn hóa của lũ ba que chống cộng cuồng điên ở Mỹ, các bạn thấy tụi nó như thế nào? Các bạn phải nhìn nhận đâu là đúng, đâu là sai, phải biết rằng đâu là ánh sáng, đâu là ánh tối. Chứ không phải mình cuồng cuộn, mình ai nói gì mình cũng tin. Không phải cái gì tôi nói các bạn cũng tin hết. Các bạn phải suy nghĩ này, vì tôi cũng là một con người thôi, tôi chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm gì có thể tôi thấy. Cho nên ở đây tôi chỉ góp ý kiến để đặng mà chúng ta cùng nhau xây dựng một cái quê hương đất nước ngày một tốt đẹp hơn, đổi mới hơn, cường thịnh hơn. Đâu phải qua Mỹ đi ra nước ngoài là lên được thiên đàng đâu. No way, no way. Một quốc gia như Mỹ, một đất nước như Mỹ là một cái nơi để con người ta cầu tiến, là để người ta đi tìm cơ hội. Một quốc gia gọi là opportunity, mình đi tìm cơ hội để đặng mình phát huy cái sự hiểu biết. Chứ không phải lên Mỹ là ngồi đó, ngồi trên hũ vàng, ngồi đó, đến đó là tôi lên được thiên đàng đâu. Không phải như vậy các bạn, không phải như vậy. Cuộc sống cái gì cũng vậy, cũng phải trả cái giá của nó. Có trả cái giá của nó. Không có cái gì mà tự nhiên trên trời rớt xuống, chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi, có những kẻ ăn bám xã hội thì nó mới có những cái hành động giống như là ca tụng nước Mỹ như một thiên đàng như vậy. Không phải như vậy. Một con người mà người ta càng thành công ở trên đất Mỹ, người ta sẽ nhìn thấy ra những cái gì đúng, sai và sự thật. Chào anh Dennis nha. Nói chung thì ở Mỹ này các bạn thấy đời sống nó đâu phải là dễ đâu. Các bạn thấy tôi hay là ai đó ngồi trên một chiếc xe ở trong một cái nhà như thế này thế nọ là mình phải trả một cái giá của nó. Mình phải làm, mình phải tranh đấu, mình phải phấn đấu, phải làm rất là cực lực để đặng mình có được những cái vật chất đó. Chứ đâu phải giỡn đâu các bạn. Mỹ là cái thằng gọi là ăn trước trả sau. Hôm qua hay hôm kia gì tôi chia sẻ trên này về vấn đề tham nhũng ở Mỹ. Cái anh David Lê này, cái anh này rất là xảo trá. Cái anh này rất là xảo trá và biệt bợm. Các bạn thấy một con người tên là David Lê chống cộng, bị dân sử dụng những cái diễn đàn trên mạng xã hội trên Facebook em để biết mà. tuyên truyền về vấn đề mà dân chủ, nhân quyền và đa đảng. Nhưng anh này lại rất là ngu xuẩn. Tôi nói ngu xuẩn đến nỗi khi tôi nói là tham nhũng của nước Mỹ, tôi chia sẻ anh ta nói là chết nó rồi, chết nó rồi. Đấy, họ chụp lấy cái cơ hội đó. Anh này đã có người cho tôi biết một cái lá thư copy anh ta viết là tố cáo tôi với lại Quốc hội Mỹ. Tôi ngồi tôi cười lăn đùng ra ngoài luôn. À, anh ta quen biết với người ở trong Quốc hội. Các bạn thấy nó buồn cười đến độ như vậy, nó hoang tưởng đến độ như vậy.
sống ở Mỹ mà không hiểu đến vấn đề tham nhũng ở nước Mỹ như thế nào là một sự ngu xuẩn. Có thể họ bị hạn chế về vấn đề ngôn ngữ, họ không hiểu được cái chữ tham nhũng như thế nào, họ không hiểu được cái chữ tham nhũng thế nào để đặng mà họ đánh và họ hiểu. Vì trên thống kê hiện nay vấn đề tham nhũng của Mỹ, của thế giới toàn cầu, ở thế giới các bạn đó là nó gọi là corruption index của thế giới đó, thì Mỹ đứng ở hàng 70, tôi nhớ là 74, đại khái là như vậy đi. Việt Nam đứng ở hàng 36 thì phải. Tại vì nói cái này thì tôi phải đi ngược về những cái thống kê. Nếu mà các bạn muốn tôi sẽ đưa cho cái link đàng hoàng đấy, vấn đề tham nhũng nó thống kê của cái thống kê đó, thì nó đưa ra cho biết cái quốc gia tham nhũng ở mức độ 100 điểm là tốt nhất đó, 100 điểm là tốt nhất, và càng thấp thì càng tệ hơn. Đây, thì tôi sẽ đưa cho các bạn cái link nếu ai muốn biết. Và vấn đề tham nhũng ở Mỹ nó đã có từ lâu chứ không phải mới đây. Đấy, mà tham nhũng, ngay cả tôi nói vụ Watergate này, hai cái vụ án đó rất là lớn, hai cái vụ mà gọi là scandal mà tham nhũng nó có cái những cái chữ mà ngay cả những người chống cộng nhiều khi họ không hiểu cái chữ đó như nào để họ tìm hiểu và tra cứu. Bởi vì cái sự ngu xuẩn của những người chống cộng như David Lee này như vậy, nó ngu xuẩn đến độ như vậy mà nó dọa tôi, nó viết cái lá thơ tôi ngồi tôi đọc, có người copy lại cho tôi đó, tôi ngồi rất là buồn cười, rất là trẻ con, rất là ấu chỉ, tụi nó ngồi dưới chết thằng mày rồi, tiêu đời mày rồi, nó ngu xuẩn đến độ như vậy. Ngay cả truyền thông của Mỹ họ đưa lên những vấn đề mà tham nhũng hối lộ cách đây chừng một tuần, tại vì tôi đọc tin tức Mỹ, nói chung là tôi thích rất là đọc Yahoo. Các bạn vào khi tôi ngồi tôi mà lên mà online cái tôi mở Yahoo tôi xem tình hình hôm nay như thế nào rồi, xã hội Mỹ hôm nay ra sao rồi, chung quanh ta cuộc sống nó như thế nào. Đấy, người Mỹ họ lúc luôn luôn họ cập nhật tin tức để đặng mình theo dõi, nhất là những người mà ta làm ăn. Là tôi nói với bạn, chính trị và kinh tế nó đi song song với nhau, mình không thể nào đâm đầu đâm cổ vào đó, ngồi đó chống chống đích, chống đầu xuống đất rồi chống đích lên trời, cái chống chống ngu xuẩn. Bởi vì tôi nói cái thằng David Lee này nó bị khùng, mấy thằng chống cộng này nó bị điên. Khi tôi nói lên những cái vấn nạn của xã hội Mỹ thì tụi nó nói là tôi là phản bội nước Mỹ, đồ điên điên. Đây các bạn thấy, các bạn đánh vào trong mạng hiện nay họ đang thông báo cáo vào vấn đề mà những người sống vô gia cư tại Mỹ nó đã tăng lên ở mức độ khủng khiếp, đến nói là 75% ở tại hiện nay. Cái vấn đề mà người ta sống trong vấn đề mà nghèo khổ ngày hôm nay thì, và cái tụi hãng Crisco nó đang tìm cách để nó giúp đỡ, là nó sẽ xây những cái ngôi nhà nó bỏ ra 2 tỷ đô, và ngay cả chính quyền Mỹ họ cũng đang bỏ ra hơn 2 tỷ đô để đặng mà đầu tư, để đặng mà tìm cách mà giải quyết vấn đề mà những người vô gia cư, để các bạn vô gia cư ở Mỹ. Và cái số tiền 2 tỷ mà chính quyền Mỹ nó đang vay nó chưa được chấp thuận, thì cái hãng Cisco đó nó làm đồ điện tử đó các bạn, thì nó đang có những cái đầu tư là nó sẽ đầu tư những cái ngôi nhà giống như ngôi nhà tình thương ở Việt Nam, nó cho thuê giá thấp để giải quyết vấn đề vô gia cư. Các bạn biết bên này nó có chương trình housing đó, có nghĩa là nhà nước sẽ tài trợ một phần nào đó và giúp đỡ một phần nào đó cho những người này để họ có những cái nơi ở và họ đứng trên đôi chân của họ, họ tiếp tục bước lên. Và hiện nay chỉ đây là một vấn đề chỉ mới đưa ra thôi, các bạn thấy nó rất là khủng khiếp đời sống ở Mỹ. Tại vì khi mà kinh tế của nước Mỹ nó đi vào khủng hoảng hay khó khăn đó, nhất là hiện nay Mỹ đang kình với lại Trung Quốc về vấn đề mà mậu dịch, về vấn đề thuế, các bạn thấy nó cũng gây ảnh hưởng đến kinh tế. Cho nên mình làm ăn lúc nào mình cũng phải nghiên cứu. Cho nên những người mà làm ăn lớn, người ta mà có tham gia vào trong thị trường chứng khoán đó, người ta càng càng để ý đến chính trị nhiều hơn, để xem coi những cái đường lối lãnh đạo của ông Tổng thống Trump ông đi như thế nào, để họ biết được những cái định hướng và người ta analyze được một cái kinh tế, người ta analyze được cái tình hình chính trị và xã hội như thế nào để đặng họ đầu tư cho nó được hiệu quả hơn. Ở Mỹ sửa lại cái mic của con. Ở Mỹ cái gì cũng vậy, phải biết thực tế. Có người lại khi mà tôi chia sẻ, tôi đưa những cái thống kê, những cái mà link đường link thì lại đứng lên chửi tôi, nói tôi ở Mỹ lâu rồi, tôi ở Mỹ mấy chục năm mà tôi không cần xem những cái điều cái đó, và tôi cũng không hề xem cái tin tức. Cái đó là không có đúng,
không có đúng, cái đó là hoàn toàn mịa mịa bịa đặt. Một người mà sống mà càng hiểu biết về pháp luật Mỹ, người ta lại theo dõi tin tức của Mỹ, tại vì tin tức của Mỹ, các bạn biết nó phát sóng, nó phát sóng cả thế giới, chứ nó không phải phát sóng cho trong riêng nước Mỹ không nữa. Tại Mỹ là một quốc gia đầu tàu mà, các bạn thấy hiện nay trong Việt Nam có CNN, có những cái đài truyền hình của Mỹ mà nói tin tức, nói cả tiếng Anh và tiếng Việt, có dịch tiếng Việt đấy, nó truyền thông, truyền 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 đi khắp, cho nên người ta theo dõi. Còn một người mà sống ở Mỹ nói là tôi không cần coi tin tức, tôi không cần theo dõi tin tức, đó là một sự xảo trá và bịp bợm. Làm sao anh nắm và anh hiểu được những cái tình hình chung quanh anh đang chia sẻ cái gì ở trên các đồng mạng, cộng đồng mạng, anh chia sẻ theo một cái sự cảm tính không sự thật. Mà khi người ta, khi tôi đưa ra những cái điều đó sự thật sự thì bắt đầu dọa, chết mày rồi, chết nó rồi, rồi lụm 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 lên rồi bắt đầu giết. Đi Đấy. tố, tôi ngồi đứng đấy tôi nói mấy thằng này nó ở hành tinh nào mới tới, mới thăm cái vũ trụ này hay sao ta. Đấy, cái đất Mỹ này nó bao la lắm các bạn. Mỹ này, đất Mỹ này các bạn biết, tôi mà ra ngoài tôi quay các bạn thấy nó bao la lắm. Chỉ có một cái vùng tôi ở thôi, nó rộng lớn, nó rộng mở, nó mênh mông lắm. Đây, một cái tiểu bang của nước Mỹ, tôi nói như tác dịch đó, nó đã lớn hơn nước Việt Nam rồi thì các bạn nghĩ đi. Một cái Alaska nó cũng đã bự hơn Việt Nam rồi. Cho nên đất Mỹ này nó bao la lắm. Mình đừng có giới hạn, the sky unlimited, cái vũ trụ này không có giới hạn. Tại sao mình đi giới hạn? Mình lên trên các diễn đàn mạng tuyên truyền và muốn đem đa đảng, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận cho người dân trong nước, mà trong khi đó mình lại là một kẻ là luôn luôn muốn bóp bóp méo bóp miệng người khác. Khi tôi nói lên những sự thật thì muốn bóp miệng tôi và sử dụng cái lấy thịt đè người, đem cả một cái cộng đồng người Việt ở ở Mỹ ra dọa tôi. Các bạn thấy không? Đây là một cái điều rất là xảo trá và bịp bợm. Chúng ta phải lên án, phải lên án, phải cực lực phản đối và lên án các bạn trẻ trong và ngoài nước. Chúng ta phải ý thức, nhất là các bạn trẻ mà các bạn có những cái cơ hội được đi đây đi đó, đi ra được nước ngoài, chúng ta cần phải ý thức hơn, ý thức nhiều hơn về cuộc sống, chứ không phải ai nói gì là mình cũng đâm đầu đâm cổ vô rồi mình quay lại chửi bới và nói xấu quê hương của mình. Cái đất nước của mình đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, các bạn thấy đấy. Nếu mà tôi nói bây giờ Việt Nam mà bây giờ cho đa nguyên đa đảng nè, sẽ banh chành trong vòng 24 tiếng đồng hồ đi. Ngay cả chưa có đa nguyên đa đảng mà tôi thấy bây giờ nó đã đa tùm lum hết trơn rồi. Nó đã đa tùm lum hết trơn rồi đấy. Tại vì mỗi dân tộc, mỗi văn hóa nó có một cái truyền thống đấy. Cái vấn đề hiện nay đa đảng hay một đảng nó không còn là quan trọng nữa. Cái vấn đề là ai là người lãnh đạo đất nước, và người đó cái đường lối lãnh đạo đó như thế nào. Đa đảng cũng không có gì, ở bên nó lộn xin lỗi, độc đảng cũng không có gì sai. Độc đảng nó không phải là độc tài, độc đảng nó khác với độc tài. Các bạn nên nhớ một điều này, độc tài là gia đình trị, còn độc đảng nó là chỉ một đảng thôi. Nói chẳng hạn giống như đảng của Singapore, các bạn thấy ông Lý Quang Diệu ông cầm quyền 50 năm trời để ông chết xong rồi Lý Hiển Long lên. Các bạn biết lương của ông Lý Quang Diệu một năm bao nhiêu không? 1.300.000 đô Singapore. Thì các bạn nghĩ đi đấy, bạn nghĩ đi, một người tổng ổng là một người làm tổng thống mà làm lương cao nhất thế giới này, bạn thấy khủng khiếp không? Mà lương Singapore thì ta nói cái xương lương Singapore nếu mà đổi ra thì chắc cũng nhiều lắm, với lại đời sống bên đó 1.000.000 như vậy là không đâu phải là ít đâu. Các bạn nghĩ đi, tôi không gần gì Singapore lắm. Thì tôi chia sẻ như vậy. Cái ngày hôm nay chúng ta phải nhìn nhận những người lãnh đạo Việt Nam trong nước này, họ đang làm gì? Họ đang đổi mới đất nước, đang triệt để tham nhũng, đang đánh mạnh vào vấn đề tham nhũng để đặng mà phát triển đất nước ngày một cường thịnh và mạnh hơn. Cái giờ thì mình đáng mừng chứ, các bạn thấy không? Đáng mừng chứ. Tại sao khi mà đã tham nhũng bị đánh á, thì những người mà chống phá đất nước sử dụng những cái hình ảnh đó, báo chí đó để làm xuyên tạc, gây lung lay lòng dân, gây lung lay những lòng than của những người khác, sự bất mãn,
Các bạn thấy như đài, những 6 người mà vừa rồi bị bắt, các bạn thấy không? Phí một cuộc đời vô nghĩa, tranh đấu một sự việc nó không có đi vào đâu hết. Đấy. Rồi những người tranh đấu như cỡ như Tạ Phong Tần, rồi Điếu Cày, bà Bùi Bùi Thanh Thằng, vân vân vân. Cuối cùng thì sao? Giờ đi qua bên đất Mỹ cũng đi hấp hức, ở bên xin lỗi cũng đi cũng sống. Ông cũng như thằng mày, cũng như tao thôi. Đời đời giờ cũng cũng lưu vong nơi xứ người, rồi cùng người giờ làm được cái gì? Người chết chết rồi bỏ bỏ thân nơi xứ người. Tại sao mình không vươn lên? Mình tranh đấu chứ, nói là phản đối để bày tỏ sự hiểu biết, để đẩy lùi cái tiêu cực. Làm sao người dân Việt Nam trong nước mình mỗi một ngày họ sự ý thức và dân trí ngày một cao hơn và cao hơn. Kẻ thù số một của một cái chính quyền, một cái thể chế nào là người dân, luôn luôn là người dân. Người dân luôn là sức mạnh, nhưng mà mình phải ý thức, mình không ý thức, mình tiếp tay cho tham nhũng, mình tiếp tay cho bảo kê, mình tiếp tay cho hối lộ, thì làm sao mà mình nói chuyện luật pháp được? Luật pháp phải được thượng tôn, nhà nước và nhân dân phải cùng làm. Nhà nước đã kêu gọi là đánh tham nhũng, bài trừ tham nhũng là tệ nạn hối lộ, nhưng mà mình là tiếp tay. Hiện nay vấn đề tham nhũng hối lộ Việt Nam là do có sự tiếp tay của người dân, có cung mà có cầu. Cho nên muốn như vậy mình phải một mực, nếu mình phạm lỗi giao thông tôi đóng phạt, không có trả lời là Anh tôi chấp xin nhận lỗi, thôi. tôi chấp nhận tôi đóng phạt, tôi không có quay phim người. Nếu mà tôi năn nỉ nếu mà tôi là tôi năn nỉ đó, tôi năn nỉ để đặng mà tôi được quyền lợi của tôi, thì đừng có trách móc bỗng làm giả chịu chứ trách ai không. làm xong Đúng rồi làm xong rồi lên mạng, ủ cái thằng đấy. đó, công an đó, đang ngay góc đó, nó trốn, nó chụp hình, nó bắt tao, hỏi bắt này bị gì? Tại vì tao chạy quá tốc độ, tao lạng lách, tao không đội nón bảo hiểm, tao vượt đèn đỏ, vân vân vân, và bắt đầu chửi, trời ơi, cộng sản ác như dân hèn như vậy. Đây mấy thằng bao que xỏ lá chống cộng trên các diễn đàn mạng, nhảy vô bắt đầu bới lên, nhảy vô bắt đầu châm dầu đổ lửa, rồi bắt đầu mình quay qua bắt mạng. Cái đó là sự vô ý thức, mình Dạ là mình mỗi một không công dân, mình dạ mình vô ý thức, mình không nhận ra mình được cái một điều đó là mình sai. đó, mà Cộng với trong một khi đó mình số lại tung đổ hô. lỗi đó, Rồi tung hô rồi rồi khi bắt cho đầu mình, nó đổ gửi lại. tiền về nó cho. À, em nói đi, anh Rồi uống những nước. cái thành phần mà bao que xỏ lá nhảy vô, bắt đầu là tung hô thêm, bắt đầu nói cái đó cũng là do là đảng và nhà nước. Đó. Trời ơi, cộng Đâu sản lúc ác nào như dân hay có như cảm giác nhảy vô vậy. nè. Oh man, khủng khiếp. Cho nên chúng ta để mình gắn cái này vô trong cái này cho nó đủ, hồi hồi lỡ mình có đi có đủ điện mình nói, phải không? Là hồi nói giữa chừng cái nó đứt bóng uổng đó. Cho nên chúng ta ngày hôm nay sống mình phải thực tế. Tôi mỗi khi tôi lên trên mạng tôi nói chuyện với anh chị các bạn như thế này, tôi thấy Dương, rồi một cái anh bạn như tên gì tên gì ta, trẻ nói chuyện cũng rất là hay, Duy và rất là nhiều các bạn mà có những cái tư duy hiểu biết á, tôi thích lắm, tôi nói thiệt á, tôi thích vô cùng, không phải tôi nịnh bợ các bạn, tôi thích lắm. Tôi thấy wow, mình phải có cái sự sáng tạo và những suy nghĩ đúng đắn như vậy. Cho nên xã hội này mình muốn nó đẹp, bản thân mình phải nhìn lại cái bản thân mình phải như thế nào. Tại sao người dân Mỹ họ thường tôn pháp luật? Các bạn nói đến luật pháp Mỹ, đại đa số người Mỹ họ rất là gọi là thượng tôn pháp luật. Nói với pháp luật Đúng Mỹ rồi, là họ họ thượng chấp tôn hành pháp rất luật. là nghiêm chỉnh. Chỉ có những kẻ gọi là đến Mỹ họ không có, họ chưa có hòa đồng được cái văn hóa, cái cuộc sống của nước Mỹ, họ mới bị thụt lùi thôi. Tôi nói giống hạn như thằng David Lee, thằng David Lee, nếu mà nói được nó David Lee thì không phải, nó David Lee, các bạn biết chữ 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 L mà có hai chữ E đó, thì nó gọi là nó là họ Lý. Nhưng mà chi Lý. mấy thằng này là Tàu nha, thằng này là Tàu cộng, thằng này đó nó là Tàu á, các bạn biết. Tại vì khi mà nó nhập tịch lại Mỹ đó thì nó nhìn nhận lại cái nguồn gốc của cái quốc gia nó, nên nó là gọi là Lee, trong tiếng Anh nó phiên âm là Lee, ở Việt Nam gọi là Lý, nó không còn là người Việt Nam nữa. Nhưng mà các bạn thấy ngay cả nó nói cà chẹo cà chẹo cà chẹt cà chẹt á,
thằng David Lê thì Việt Nam kêu, các bạn kêu là David Lê thì không phải. Bên kia chuyển qua Các bạn kêu David Lê là nó không phải, thằng này thì rap. David Lý. Nên các Không bạn phải. thấy hai chữ N là hai chữ Y đó, nó đọc là chữ 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 Y dài, thì phiên âm là chữ Y dài, phiên âm hay tiếng Việt nó là Lý. Thằng này tôi thấy nó rất là buồn cười, lên trên mạng thì tuyên truyền đa nguyên đa đảng rồi đủ mọi thứ hết, mà cuối cùng lại lại đưa ra những cái luận điệu. Khi mà nghe tôi nói tham nhũng của Mỹ thì ảnh nói chết nó rồi, để cho nó nói đi, tại vì lúc tôi nói tôi nhắm mắt tôi nói Nếu mà mà đâu có nghe nhìn thét chát đâu, ta nhìn thét ở dưới đâu. Đấy, tới trùng xong rồi nói mình ngồi mình coi lại mình thấy thằng này ở ở ở ở ở thành phố ở vũ trụ nào mới xuống người ta. Bên này nó gọi là vui vui, nó gọi là người alien á, người ngoài hành tinh á. Mà người hành tinh người ta rất là văn minh, người ta còn khôn hơn nó nhiều, nó chắc là cái hành nào không biết. Cho nên nó rất là ngu xuẩn ở đất Mỹ mà lại có những cái suy nghĩ gì rất là ngu xuẩn, ngu xuẩn. Tôi nói chuyện cái gì cũng vậy, tôi dựa trên truyền thông và thống kê của Mỹ, tôi không thể nào tự tôi mà tự biên tự diễn như vậy được. Tôi không thể nào mà nói một cách mà vô cớ gì được, mà dọa tôi viết báo viết thơ lên thưa tôi rồi trục xuất tôi bỏ tù tôi. Mấy hôm nay có nhiều thằng nó dọa tôi là tôi chuẩn bị là sẽ bị ở tù trong gọi là federal prison,